Tác phẩm bạn đang nghe được trình bày qua giọng đọc Mai Lan. 51. Những người bạn đồng hành thú vị. Thu thập thông tin khách hàng, bao gồm cả sở thích của họ, liệt kê những sở thích của họ. Đừng quên ghé thăm văn phòng làm việc của khách hàng nếu có cơ hội. Bạn có thể có được những thông tin về sở thích của họ thông qua cách bài trí văn phòng như ảnh, đồ trang trí và cách phối cảnh chung. Bạn càng có được nhiều thông tin về khách hàng, cánh cửa cho những cơ hội để gia tăng doanh số của bạn càng mở rộng. 52. Mục tiêu ngắn hạn. Tìm ra những điều cuốn hút khách hàng nhằm đưa ra mục tiêu tăng trưởng cụ thể và tổng hợp chúng để tạo dựng triển vọng cho công việc của mình. Nhờ đó, bạn có thể khám phá ra động lực quan trọng góp phần khẳng định vị trí sản phẩm và dịch vụ của bạn trong thời điểm chào hàng thị trường. Hãy gắn chặt vào một ngôi sao đang tỏa sáng để thu về những ảnh hưởng tích cực cho công việc kinh doanh của bạn. 53. Chớp thời cơ. Hãy tổng kết lại một vài ý tưởng và tự thiết lập nên hồ sơ khách hàng chiến lược tập trung vào cơ hội cho riêng bản thân, chia sẻ, quan tâm và thành công. 54. Tận dụng động lực hiện tại. Tập trung nhóm nhân viên hoặc cộng sự để bàn thảo về những nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến lĩnh vực của bạn, hướng tới đồng thời tận dụng những động lực do chúng mang lại. Tận dụng năng lượng hiện tại xung quanh bạn để thay đổi động lực của chính bản thân. 55. Điều chỉnh phù hợp. Hãy liệt kê danh sách các quy định có thể ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn hoặc của khách hàng. Phát triển một hệ thống liên tục cập nhật về những thay đổi đang chờ được phê duyệt và thường xuyên cân nhắc mức độ ảnh hưởng của quy định sửa đổi này đến doanh thu công ty. Thay đổi là tất yếu, hãy đón nhận và thích ứng với chúng. 56. Tự do ngôn luận. Hãy thêm các ngày tổ chức hội chợ và kế hoạch kết nối, gặp gỡ khách hàng hàng năm của công ty. Tìm hiểu và lên kế hoạch kết hợp chúng với các chiến lược kinh doanh khác của bạn. Thế giới là một lễ hội hóa trang, hãy mua một chiếc mặt nạ và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong nó. 57. Mục đích cao đẹp. Hãy cân nhắc và lựa chọn những mục đích cao đẹp có thể kết hợp với công việc kinh doanh của bạn, cũng như đối tượng khách hàng bạn hướng tới. Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về những lĩnh vực mà bạn lựa chọn kết hợp thông qua nhiều nguồn khác nhau. Phất cờ trong tay bằng niềm kiêu hãnh. 58. Quá tải thông tin. Hãy liệt kê những ấn phẩm mà khách hàng của bạn đọc, đề xuất một chương trình khung thực tế để thu thập và chia sẻ thông tin cũng như những ý tưởng phù hợp với khách hàng. Ít nhưng chất lượng, hãy cung cấp cho khách hàng những thông tin cốt lõi, thể hiện được tất cả giá trị của sản phẩm và dịch vụ của bạn. 59. Định hướng mục tiêu. Đề ra mục tiêu của bản thân, thiết lập nó phù hợp với từng tình huống cụ thể, lựa chọn đích đến, nếu không, bạn sẽ mãi trượt khỏi đường đua. 60. Chia sẻ về bản thân. Lựa chọn các bước phù hợp và đặt những viên gạch vững chắc đầu tiên trên con đường phục vụ khách hàng của bạn. Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. 61. Sự quan tâm chân thành. Cho dù bạn vừa mới bước chân vào thương trường hay đã có thâm niên, bạn vẫn phải nỗ lực hết sức để khẳng định vị trí của mình. Hãy chọn lựa những cách thức gần gũi hơn, bởi không phải lúc nào thương trường cũng là chiến trường. Sự quan tâm luôn bắt đầu từ sự hiểu biết. 62. Thẳng thắn trao đổi về tiền bạc, định giá. Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược định giá của bạn, trình bày 3 cách thức diễn đạt mà bạn có thể sử dụng để thể hiện sự thẳng thắn và minh bạch trong quyết định định giá. Thứ nhất, hãy nói trước với khách hàng thời gian bạn đưa ra mức giá. Thứ hai, xem xét các vấn đề có thể ảnh hưởng tới việc định giá. Bạn nên dành thời gian tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định giá của mình. Thứ ba, chuẩn bị một số phương án để trả lời khách hàng nếu họ hỏi về mức giá. Những cuộc trao đổi thẳng thắn về tiền bạc sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin với khách hàng, và niềm tin chính là nền tảng của mọi mối quan hệ. 63. Thẳng thắn trao đổi tiền bạc, những việc phát sinh. Hãy sử dụng một kế hoạch công việc đơn giản để vạch ra chi tiết công việc của bạn. Lưu lại những tài liệu về các giai đoạn của quy trình kinh doanh và ước tính thời gian cho mỗi giai đoạn cụ thể. Nếu khách hàng vẫn chưa biết họ muốn gì hoặc chưa định được mức giá cho các giải pháp của bạn, chắc chắn bạn đang rơi vào tình huống thỏa thuận không thành công. 64. Thẳng thắn trao đổi về tiền bạc, tính hóa đơn. Hãy phác thảo các phương thức thanh toán mà bạn mong muốn trong hợp đồng, kế hoạch. Hãy mạnh dạn và thẳng thắn trao đổi với khách hàng về vấn đề tài chính. Tiền bạc là một vấn đề tế nhị, nhưng không phải vì thế mà bạn thiếu mạnh dạn và thẳng thắn trong các cuộc trao đổi với nó. 65. Giao dịch thất bại. Hãy sử dụng phương thức được đưa ra đây
để đánh giá giá trị của những giao dịch thất bại. Nếu mọi thứ có giá, thì tất cả chúng đều có giá trị. 66. Các cửa hàng bán lẻ mới. Việc mở một cửa hàng mới có rất nhiều điểm thú vị. Số lượt người đi qua cửa hàng, các tủ kính trưng bày, những kệ và giá đỡ hàng hóa đẹp mắt được trình bày hợp lý. Thậm chí là các nhân viên của cửa hàng cũng tiềm ẩn sự cuốn hút kỳ lạ. Hãy dành thời gian mua sắm và khám phá các cửa hàng để học hỏi thêm những kiến thức phục vụ cho cửa hàng riêng của bạn. 67. Bán lỗ. Hãy xem xét dòng sản phẩm mà bạn đang cung cấp và phân tích xem liệu chiến lược mặt hàng bán lỗ vốn có thể giúp bạn tạo dựng và duy trì mối quan hệ có lợi với khách hàng hay không. Chiến lược mặt hàng lỗ vốn thực sự không phải là một viên đạn bạc. Nó chỉ là một chiến lược thu hút khách hàng cần được kết hợp chặt chẽ trong quá trình kinh doanh tổng thể của bạn. 68. Đại diện thương hiệu là người nổi tiếng. Xem xét ý tưởng này và tìm kiếm một nhân vật đại diện cho sản phẩm của bạn phù hợp với ngân sách. Lựa chọn những nhân vật được đông đảo mọi người biết đến ở xung quanh khu vực kinh doanh của bạn. Quảng cáo dựa trên danh tiếng của các nhân vật quan trọng là chiêu thức quảng cáo quan trọng dựa trên uy tín và ảnh hưởng để quảng bá với khách hàng về sản phẩm của mình. 69. Càng nhiều lựa chọn, càng ít thời gian. Hãy phát biểu các mục tiêu thúc đẩy doanh thu bắt đầu với số lượng giao dịch bạn cần để đạt được mục đích kinh doanh tổng thể. Tiếp theo, xác định số lượng khách hàng mới để đạt được mục tiêu. Khi chuyển hướng sang mục tiêu duy trì khách hàng, hãy chuyển các nguồn lực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sang mục tiêu duy trì khách hàng. Sự phục vụ chuyên nghiệp là một chiến dịch đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm khả thi. 70. Quảng cáo thực tế qua truyền hình. Sản phẩm của bạn có phải là sự đột phá? Một chương trình quảng cáo trên TV liệu có giúp bạn tăng doanh thu không? Thông điệp chính của bạn là gì? Và bạn sẽ hướng đến đối tượng nào? Đừng bỏ sót phương thức quảng cáo thực tế qua truyền hình. Có thể khi bạn thực hiện một chương trình quảng cáo thực tế trên truyền hình và khi bố mẹ bạn xem chương trình đó. Cuối cùng, họ cũng có thể hiểu được điều mà bạn đang làm có ý nghĩa như thế nào. 71. Quà cảm ơn. Cân nhắc những món quà tương xứng với các giao dịch. Đừng bao giờ nghĩ rằng khách hàng sẽ thích những món quà được dán hoặc khắc đầy tên doanh nghiệp của bạn lên đó. Tặng quà một cách hợp lý, lựa chọn thời điểm tặng quà, tránh gửi quà trong các kỳ nghỉ hoặc dịp lễ. Bởi khi đó, món quà của bạn có thể lẫn lộn trong hàng tá những món quà khác và làm giảm tính hiệu quả cũng như ý nghĩa của nó. 72. Các nhà tư vấn đam mê công nghệ. Hãy xem xét các tình huống và tìm cách tận dụng chúng nhằm quảng bá hình ảnh của bạn với khách hàng để gia tăng doanh số bán hàng. Hãy cân nhắc những gã khổng lồ trong lĩnh vực kinh doanh của bạn. Bạn có thể học tập hoạt động thúc đẩy kinh doanh nào của họ. Hãy mở rộng tầm nhìn của bạn tới tất cả các lĩnh vực kinh doanh khác để tìm kiếm được cách thức khả thi nhất. Đã đến lúc cân nhắc một chiến lược tăng doanh thu liên kết với con người. 73. Kinh doanh lớn, ý tưởng lớn. Nếu là một gã khổng lồ trong lĩnh vực của mình, bạn sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn với bài tập này để biết những doanh nghiệp nhỏ hơn đang bám gót và ăn theo bạn như thế nào. Theo sau những nhà tiên phong, chưa chắc đã là một tối kiến, chỉ cần bạn đặt ra những mục tiêu kinh doanh cho riêng mình. 74. Đầu tư marketing. Tìm hiểu các nguồn đầu tư tiếp thị của các doanh nghiệp khác. Nhiều công ty lớn thường công khai các báo cáo tổng doanh số hàng năm. Xem xét một vài công ty có nét tương đồng với tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn thực sự muốn đi nghỉ, đừng chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Bạn phải xin phép thời gian nghỉ, hãy đặt vé máy bay, phòng khách sạn, nhờ ai đó chăm sóc thú cưng, nhà cửa và nhận thư từ giúp bạn. Các doanh nghiệp cũng vậy, đừng chỉ trông chờ vào các hoạt động tiếp thị mà thôi. 75. Các quán cà phê thu hút khách. Bạn có thể học hỏi được gì từ mô hình kinh doanh của các quán cà phê để tăng doanh thu của mình? Điều gì khiến khách hàng cảm thấy thoải mái và hứng thú khi đến với bạn và doanh nghiệp của bạn? Nếu có thể rời văn phòng, bạn nên dành nhiều thời gian hơn đến quán cà phê ưa thích của mình và tận hưởng lòng mến khách nhằm học hỏi thêm về mô hình kinh doanh của họ. 76. Những chiếc điện thoại miễn phí nhưng mất phí. Cân nhắc những sản phẩm và dịch vụ hiện tại mà bạn cung cấp cho khách hàng trên cơ sở tháng-tháng, tức là month to month, là tính từ đề cập đến việc thanh toán hàng tháng, không có hợp đồng. Như ví dụ về chiếc điện thoại miễn phí nhưng không hề miễn phí, như là một giải pháp phụ cho các đầu tư chính. Hãy dành thời gian để cho phép mô hình này khơi mào cho một vài ý tưởng sáng tạo. Thời gian từ khi điện thoại di động chỉ được bán trong các cửa hàng đặc quyền, đến thời điểm hiện nay,
bạn có thể dễ dàng mua chúng ở các cửa hàng lớn không xa nhau lắm. Hãy cân nhắc nâng cấp và mở rộng thị trường của bạn bằng các sản phẩm kinh doanh được cập nhật thường xuyên. 77. Kinh doanh trực tuyến. Dựa vào mô hình kinh doanh trực tuyến, hãy khám phá những ý tưởng gia tăng doanh thu. Hãy tưởng tượng công ty của bạn như một doanh nghiệp trực tuyến nếu các phương án thúc đẩy kinh doanh của họ giúp bạn dễ dàng đạt được thành công. Hãy thử các mô hình kinh doanh trực tuyến nếu có thể. Những khách hàng riêng lẻ không phải là câu trả lời, nhưng một khi bạn xây dựng chiến lược nhằm gia tăng doanh thu, điều này có thể được cải tiến khi bạn thu hút được những khách hàng tiềm năng nhất. 78. Những chương trình liên kết. Cho dù doanh nghiệp của bạn đang kinh doanh theo hình thức trực tuyến hay ngoại tuyến, hãy xem xét lợi nhuận từ các chương trình liên kết nhằm tăng doanh thu. Phân tích tình hình để tìm được đối tác phù hợp. Bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm khác nhau như qua mạng, qua các mối quan hệ. Tìm kiếm và bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi có người cũng cùng chung suy nghĩ giống bạn. 79. Sự kiện hỗ trợ tập hợp doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng yếu tố nào từ phía công ty hoặc từ sự kiện không? Để có thể thực hiện thành công các giao dịch, bạn phải gặp đúng người, kết nối phương thức tiếp cận của bạn với nhu cầu của các khách hàng tiềm năng, khiến cuộc sống dễ dàng hơn. 80. Chiến lược phi lợi nhuận ăn khách. Dành thời gian tổng kết các tài liệu bổ sung và hệ thống hỗ trợ bạn nhận được. Việc làm này rất hữu ích cho người sẵn sàng trở thành người đại diện cho bạn. Luôn sẵn sàng để được nhận sự giúp đỡ từ người khác là điều tối thiểu nhất bạn có thể thực hiện. 81. Cách thức các phòng trưng bày và bảo tàng tăng doanh thu. Đến thăm một phòng trưng bày nghệ thuật trong tuần này và tìm kiếm các ý tưởng hay ho cho bản thân. Hãy cân nhắc xem liệu bạn có thể thu lợi từ nhóm người thường xuyên đến chỗ bạn, vui vẻ, dùng bữa và trở thành một hội chia sẻ những sở thích giống nhau. Sau đó, hãy thực hiện ý tưởng triển lãm của riêng bạn. Sản phẩm của bạn có thể sánh với các buổi triển lãm đặc biệt không? 82. Bạn có muốn lò nướng BBQ kèm kính chắn gió không? Một số doanh nghiệp phát triển hệ thống marketing dựa trên hình thức thế phẩm. Có vẻ không khó để phân biệt nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác. Mặc dù về cơ bản, điều đó là không chính xác, nhưng hầu hết các khách hàng đều nhận định như vậy. Điều đó biến các cách thức đẩy tiêu thụ trở thành nhân tố quan trọng trong việc tách biệt người thắng khỏi kẻ thua trong thế giới bán lẻ cạnh tranh khốc liệt này. Marketing hợp tác có thể giúp chúng ta có một bữa ăn ngon, cho dù chúng ta vừa làm vỡ kính chắn gió. 83. Blogger. Bạn có thể tăng doanh thu bằng cách thiết lập một trang nhật ký cá nhân không? Bạn muốn chia sẻ thông tin gì trên đó? Trong một thế giới marketing đa dạng ngày nay, viết blog là một phương thức tốt nhất để kết nối phần còn lại của câu chuyện. 84. Hiệu sách phong phú. Hãy ghé thăm các hiệu sách, hãy xem xét các ấn phẩm định kỳ, các tạp chí kinh doanh và những tài liệu liên quan tới sản phẩm cũng như lĩnh vực kinh doanh của bạn. Xem xét và học hỏi mô hình kinh doanh của họ. Tiếp theo, hãy ghé thăm một cửa hàng cà phê, thưởng thức đồ uống và suy nghĩ cách thức tối đa hóa hiệu quả từ mô hình hiệu sách trong quy trình tăng doanh thu. Hiệu sách là một thế giới đa màu sắc, với biết bao điều cần khám phá. 85. Những cộng đồng miễn phí. Bạn có thể kết hợp các chuyến du lịch vào chiến lược marketing của bạn chứ? Liệu mỗi giao dịch với công ty bạn có mang lại một tấm vé trúng thưởng lớn không? Một cuộc du ngoạn rất thú vị, còn cuộc thám hiểm mới là nguồn cảm hứng. 86. Câu chuyện của Harley Davidson, tức là một thương hiệu sản xuất xe gắn máy phân khối lớn huyền thoại của Mỹ. Hãy tham trang www.harleydavidson.com, nơi cộng đồng như là phần chính của chiến dịch phát triển kinh doanh hợp pháp. Những điều gì không thể khuất phục được bạn chắc chắn sẽ khiến bạn mạnh hơn. 87. Câu chuyện của đại lý bất động sản. Làm sao bạn có thể khiến một giao dịch khuyến khích khách hàng như triển lãm tham quan này thực hiện nhiệm vụ gấp đôi trong vai trò một chiến lược marketing? Hãy bỏ qua bề ngoài để thấy giá trị thật của cơ hội. 88. Thị trường cạnh tranh. Hãy tìm kiếm một cá nhân trong công ty mà bạn nghĩ có thể đáp ứng ý tưởng về định nghĩa mở rộng phát triển kinh doanh ngay lập tức. Hãy cùng họ vạch ra những ý tưởng liên kết thúc đẩy mục tiêu tăng doanh số cùng với các nhân viên khác. Việc chuyển toàn bộ nhân viên của bạn thành nhân viên kinh doanh hay phát triển thị trường là một việc làm thiếu tính khả thi. Vậy nên, cách tốt nhất là bắt đầu mở rộng định nghĩa phát triển kinh doanh. Phát triển kinh doanh là biểu trưng chủ động và tích cực của công ty đối với những người bạn tạo mối quan hệ. Nên có mục tiêu kinh doanh nhằm tăng hiểu biết về phát triển kinh doanh khắp công ty. 89. Khẳng định sản phẩm.
hãy tập hợp các tài liệu bổ sung để lựa chọn cho mình kế hoạch định hướng phù hợp và thêm các chi tiết hữu ích khác nếu cần thiết. Tìm kiếm người hỗ trợ bạn trong việc truyền thông tin này tới mọi người. Nhân viên của bạn có thể mang lại những điều khác biệt cho bản thân và công ty nếu hiểu rõ và chia sẻ những hiểu biết và kiến thức của họ để thu hút khách hàng. 90. Hãy khiến nhân viên luôn bận rộn. Lên kế hoạch thông tin nội bộ cho nhân viên của bạn. Khi đã có một khung chương trình cụ thể, việc phân chia trách nhiệm những lần tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Khi nhân viên của bạn hiểu lý do, cách thức các sản phẩm và dịch vụ của công ty được giới thiệu tới khách hàng, họ sẽ nhận thức rõ ràng hơn công việc của mình cũng như sự khác biệt nó tạo ra. 91. Phát triển thông tin doanh nghiệp. Hãy thực hành bài tập này và tự tạo cho mình bài giới thiệu thông tin. Lên kế hoạch chia sẻ quy trình này với đồng nghiệp trong công ty. 92. Các nhà cung cấp. Hãy xem lại danh sách các nhà cung cấp và đầu mối cho các mặt hàng của bạn. Tạo cơ hội hẹn gặp và chia sẻ với họ về vấn đề này để cả hai bên cùng có lợi. Những nhà cung cấp góp phần trong thành công của bạn. Hãy để họ giúp bạn giới thiệu về bản thân và ngược lại. 93. Khách hàng. Tóm tắt 3 kế hoạch tuyệt vời gần đây nhất của bạn. Tổng kết tình huống của khách hàng, đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả của chúng tính đến thời điểm hiện tại và những yếu tố chính khiến cho giao dịch thành công. Đề cập đến phương án giải quyết này trong chiến dịch marketing với các khách hàng thân thiết của bạn. Khách hàng có thể giúp bạn phát triển kinh doanh bằng chính những giao dịch của họ hoặc thông qua các lời giới thiệu. 94. Cộng đồng. Phát triển chiến lược tiếp xúc cộng đồng trong khu vực của bạn. Hãy cân nhắc cách thức tiếp cận của bạn và công ty để mang lại nhiều ý nghĩa. Hãy chủ động thể hiện bản thân. Rất nhiều người có tâm lý tự thân vận động, không cần sự giúp đỡ của ai. Tuy nhiên, khi thực sự hiểu về bạn, cộng đồng xung quanh có thể hỗ trợ một cách đắc lực cho bạn. 95. Huy động nhân viên tham gia thu thập tin tức. Tạo ra một nơi để mọi người chia sẻ thông tin họ biết bằng bất cứ cách nào. Hãy chắc chắn rằng cách thức đó thú vị và dễ thực hiện. Thu thập và đánh giá thông tin về các nhóm có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty sẽ giúp bạn tạo được sự kết nối giữa các thành viên. 96. Kỹ năng phát triển kinh doanh. Hình thành các kỹ năng cần thiết để tập trung toàn lực vào quy trình phát triển kinh doanh. Làm gương cho nhân viên trong việc thu thập và chia sẻ thông tin. Kỹ năng có thể được trau dồi bằng nhiều cách như phương pháp đào tạo tại chỗ, học hỏi, luyện tập, tự nghiên cứu và mô hình hóa. 97. Mọi thứ diễn ra hàng ngày đều ảnh hưởng đến doanh thu. Liệt kê 3 nhân viên chủ chốt trong công ty và lên danh sách 3 điều mà họ thực hiện hoặc nên thực hiện đem lại hiệu quả tích cực trong việc phát triển kinh doanh. Sau đó, lần lượt thảo luận với từng người, áp dụng với nhân viên lễ tân, trưởng phòng và các vị trí quan trọng khác. Khi đã là quán quân trong việc phát triển kinh doanh, vai trò chính của bạn là giúp đỡ người khác làm tốt công việc của họ. 98. Vì sao bạn mất khách hàng? Đôi lúc, cách tốt nhất để tiếp cận một vấn đề quan trọng là từ phía sau. 99. Sản phẩm thay đổi diện mạo. Bạn có thể không cần sự thay đổi bên ngoài để đạt được mục tiêu doanh thu, nhưng một cái nhìn mới mẻ chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những ý tưởng độc đáo. 100. Tổng quan thị trường mục tiêu. Thảo ra tổng quan thị trường mục tiêu cho khu vực kinh doanh của bạn. Thực hiện một vài nghiên cứu cơ bản cần thiết. Yêu cầu sự hỗ trợ từ các nguồn thông tin khác nhau. Nếu không hiểu biết đầy đủ về thị trường thông qua việc vạch ra tổng quan thị trường mục tiêu, có thể bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình. 101. Giữ lời hứa. Hãy nhớ lại lần cuối cùng bạn bị người ta thất hứa. Lúc đó, bạn cảm thấy như thế nào? Người ta không bao giờ có cảm tình với những ai không biết giữ lời hứa. 102. Thường xuyên nói lời cảm ơn. Hãy chiếm cảm tình của khách hàng bằng những lời cảm ơn chân thành. Chân thành và thể hiện sự tôn trọng sẽ giúp bạn gây dựng cũng như phát triển được những mối quan hệ cá nhân bền vững.